Kính thưa quý vị, quốc gia Venezuela đình chỉ các cuộc đàm phán với giới chức ngoại giao Hoa Kỳ về lời phát biểu của một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tin từ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết quốc gia Venezuela đã cắt đứt đường dây đàm phán bán chính thức với Hoa Kỳ bởi vì những lời phát biểu của một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về cuộc bầu cử tổng thống của Venezuela vào tháng tới. Quốc gia thành viên OPEC này đã bắt đầu mở lại mối liên lạc với bà Roberta Jacobson, một quan chức ngoại giao Hoa Kỳ cao cấp Hoa Kỳ tại Mỹ Latin, để có thể cải thiện mối quan hệ sau nhiều năm căng thẳng. Nhưng theo Ngoại trưởng Elias Chao, thì công cuộc đó hiện nay đã bị đình chỉ bởi vì những lời phát biểu mới nhất của bà Jacobson về cuộc bầu cử tổng thống Venezuela trong ngày 14 tháng 4, tìm người thay thế cố tổng thống Hugo Chavez. Qua đài truyền hình chính phủ Venezuela, Ngoại trưởng Elias Chao phát biểu rằng, tổng thống đương nhiệm của Venezuela, ông Nicolas Maduro, đã ra lệnh cho ông thông báo đến đại sứ Hoa Kỳ ở Venezuela, ông Roy Chatterton, về việc đình chỉ đàm phán cho đến khi Venezuela nhận được rõ ràng về mối quan hệ Hoa Tịnh Đốn muốn có với Caracas. Ngoại trưởng Chawa cho biết, Caracas chỉ muốn có mối quan hệ bình thường với Hoa Tịnh Đốn khi Hoa Tịnh Đốn tôn trọng và không can thiệp vào nội bộ của Venezuela. Trong tuần trước, bà Jacobson được phỏng vấn bởi một tờ báo của Tây Ban Nha, mà qua tờ báo này, bà Jacobson đã được hỏi về cuộc bầu cử tổng thống của Venezuela trong ngày 14 tháng 4. Khi được hỏi theo ý của bà Jacobson, ứng cử viên của phe đối lập, ông Henrique Capriles có thể thắng cử hay không, thì bà Jacobson đã trả lời rằng bất cứ ai cũng có thể thắng, và theo bà Jacobson thì ứng cử viên Capriles có thể là một tổng thống tốt đối với Venezuela. Nhưng Hoa Kỳ không ủng hộ bất cứ một ai. Nhưng Venezuela cho trả lời này là một công nhận Hoa Kỳ ủng hộ ứng cử viên Henrique Capriles. Mối quan hệ giữa Hoa Tịnh Đốn và Caracas bị căng thẳng trong 14 năm cai trị của cố tổng thống Chavez với nhiều chiến tranh, lời nói và trục xuất quan chức ngoại giao. Nói về cuộc tranh cử tại Venezuela, những cuộc thăm dò ý kiến tại đây cho thấy người kế thừa của cố tổng thống Chavez, ông Nicolas Maduro, hiện đang dẫn đầu.